Ồ, oh, đẩy cầu ra tự tin lên đánh tay lính năng là nhiều hơn nên tôi phải cơ tiếp tục là qw đánh tay liên tục đến từ phải có triệu hồi tiếp tục là tình huống đặt cầu ra đến từ phải và giữ cự ly giữ cự ly nhưng mà tên lửa là trúng đến từ có kỳ hết tên lửa rồi phải cơ đang cố gắng spacing với tình huống giữ cự ly rất khó chịu có kỳ không chạm được vào người mặc dù hồi mưa kiếm tốc biến quy đánh tay và đó là solo kill định nghĩa của giữ cự ly tiếng anh gọi là spacing đó là một tình huống dứt ly quá tốt đấy từ faker cờ và còn có kỳ hồi lại mưa kiếm bật súng máy nhưng không thể chạm được vào người của faker cờ lỗi anh em chào em quay trở lại với channel hoàng sama dạo thế gần đây thì giáo án có kỳ mưa kiếm và hai đồ sát lực đầu tiên đang rất là hot tại gần như là tất cả các máy chủ và có rất là nhiều bạn hỏi mình là có những cái giáo án gì khắc chế con có kỳ đường giữa này và cầm mưa kiếm này thì ngày hôm nay hãy cùng xem faker với orianna khắc chế có kỳ ra sao với lại con tướng một trong những con tướng làm những thương hiệu của mình nha chắc chắn là có kỳ cộng mưa kiếm làm với cái uh, súng máy với chiếc que của có kỳ đến lượng sát thương trông này ở đi game với cấp độ một thì rõ ràng một chất tướng pháp sư kiểu oriana rất là khó đánh lại với một con có kỳ kể cả ori cộng quy hay là đắp chắc chắn là phải cộng quy để uh, vừa cấu vừa đẩy rồi nhưng mà có kỳ cứ, cứ hồi mưa kiếm hồi súng máy là sẽ bước trên lính kèo này cấp 1 là phải đánh thủ một chút nhá máu mất đi faker là khá nhiều đã phải cắn cả hai bình luôn rồi hai người đều cắn bình bên kia cũng đã cắn bình với một cái kiếm doran đấy sẽ làm con uh, Oriana triệu hồi Harry đến từ Faker nha anh em anh em nhá. Giải băng năng lượng với tập trung tuyệt đối và thiêu dụ để tối đa hóa cái khả năng landing này. bích quy giao hàng để trụ đường cùng với thấu thị vũ trụ lướt thảm lửa sau đó là kích hoạt không như vậy sẽ không có tác động bất chợt mà là vị máu đến từ uh, bạn có kỳ bên phía bên kia. Bạn có kỳ ở rank cao thủ Hàn nha anh em nhá bảy sáu mười hai ở trong cái trong ba quay đầu hai quay đầu đến từ coki so với Oriana của Faker một kèo đấu mà Faker đang cố gắng để có thể cấu máu người trở lại nhưng máu mất đi ở trong hai tình huống chơi hit gần đây là rất nhiều cắn hết bình rồi còn một bích quy hai điểm đắp ở cấp độ 3 đến từ Faker vừa lấy được cái thảm lửa rồi thì đặt cầu khó chịu Bắt đầu là lấy lại được ưu thế đây sẽ là cái thời điểm mà Oriana chiếm được ưu thế nhờ cái tầm hoạt động của quả cầu nhé tiếp tục là đẩy quả cầu ra này nếu mà có kia lướt lên thì sẽ làm tình muốn kéo cầu về và quy đáp trả đam người trở lại và với hai điểm W thì cái lượng sát thương đó anh em thấy không bắt đầu rất thấm rồi với thiêu dụi cùng với đó là tập trung tuyệt đối đẩy cầu ra trước sau đó là có khi có đắp lên thì có kia vẫn lỗ và có kia đứng im thì mình sẽ quy đắp vào nhưng mà đấy là lợi thế với những kèo pháp sư đối đầu với lại xạ thủ Tức là những cái cấp độ đầu tiên thì những con xạ thủ sẽ có được ưu thế nhờ cái uh, sát thương Lượng sát thương cơ bản rồi Nhưng mà đây sẽ là một tình huống mà đi, đi ra Nhưng con Lee Sin vừa ăn xong cua và phách cơ sống Lee Sin sóng âm vô ảnh cước và đó là chiến công đầu dành cho Lee Sin Tiếp tục là địa chấn dư chấn làm chậm Phách cơ di chuyển ra gắn cầu và sẽ là cắm mắt hổ thể sóng âm chúng nhưng sẽ không có vội cước vào nếu như vội cước vào pha vừa rồi thì nó sẽ là một tình huống có thể đổi mạng Lee Sin vẫn giữ muốn giữ hai bùa để tiếp tục áp lực tình huống phối hợp tốt đến từ Lee Sin với pha phản gành Orianna của Faker với 23 chỉ số lính về nhà với hai sách cũ và sau đó tele ra thôi một kéo đấu mà ở trong những cấp độ đầu tiên có này nó chưa thể tạo ra một cái cái áp lực đủ nhiều với Orianna của Faker và đến cái thời điểm cấp độ 3 cấp độ 4 thì rõ ràng một chất tướng như kiểu là Oriana chất tướng pháp sư landing rất là mạnh sẽ lấy lại được ưu thế chống thì cũng đơn giản đấy anh em nhỉ. Anh em cứ làm đúng như uh, y, y như Faker là được. Đây là con Orianna vô địch thế giới vô lần mà. <cười> <cười> Cơ bản là gì? Cơ bản là cấp độ 1 chây hít đổi máu với đối phương, cắn bình để uh, tối đa hóa khả năng trụ đường. Và đến cái thời điểm cấp độ 3, cấp độ 4 là bạn sẽ có được ưu thế ngược trở lại. Nên nhớ là với Oriana đường giữa thì sẽ là cộng 3 điểm W để từ Faker Để có được khả năng chơi hit ở trước cấp độ 6 Và sau đó sẽ là mắc nha anh em nhé Đấy sẽ làm con Ori nâng 3 điểm W và Maqui Rồi hết con Nidali rồi đến, đến cả con Reo di chuyển ra để áp lực Faker luôn rồi Tốc biến ma thuật luôn Swap lên luôn à đi uống đảo nhanh Xuyên tâm kích hắc kim thuật Pha này thì Faker đi bộ về thôi nó đẩy quy đáp trả đam ngược trở lại Còn tốc biến thì Faker cơ và rất tự tin đứng không cần phải mất tốc biến Bởi vì bên phía bên kia không có phép bổ trợ nữa Thông tin là có đến từ Faker với phép bổ trợ của cả Sivir và Rell Bộ pha đảo đường nhanh đến từ bộ đôi bên phía của team 2 Và khiến cho Faker vừa tê lê ra thì hết máu rồi Và khả năng cao sẽ phải bách về ở sau cái tình huống kiểm soát của linh có xe to này Lee Sin 3 xác rồi có Lee Sin, hoạt động rất hiệu quả với pha phản nhanh đầu tiên và xuống cánh dưới ăn hai mạng rồi chưa về luôn đến từ Faker ở lại và tình huống fake bấm bê về nhà khi mà có kỳ bung súng máy để đẩy đường thì Faker sẽ đón thân lính này tránh việc bị mất lính quy đắp luôn xoáy luôn đến từ phải chịu Faker để có thể lấy máu và đó sẽ là một tình huống của... sóng âm sóng âm hơi đáng tiếc là thiếu tầm như đã đề cập thì đấy sẽ làm con Oriana mắc uh, Q nha anh em nhé 3 điểm W thôi sau đó là mắc Q Nào di chuyển vào rừng tình huống tấn công đến từ Lee Sin Ý thức ma pháp Chỉ trúng một thôi Phải 5 giây hồi lệnh sóng hâm này Di chuyển áp lực thôi anh em ơi À, quy đáp đánh tay có kỳ chưa hổ lại tốc biến và sẽ làm tình huống quy gắn cầu xoay đến từ Faker cơ chắc chắn là như vậy rồi lệnh sóng cầm ý xác hơn là sáu âm vội cước đến từ Lee Sin sau lệnh sáu âm của Faker Nhưng Faker có bị bắt lại hay không? Đây lách quỳ của Rell Lách tiếp Hắc Kim Thuật thì uống nổ long cước đá tốt đến từ Lee Sin với triple kill Đó là cú triple kill không chính thức đến từ Lee Sin Nhưng phải nói rằng Faker rất tự tin với pha lách chiều vừa rồi Lách cái xuyên tâm kích của con Rell, lách tiếp cái H kim thuật Nếu như không có cú đá của Lee Sin thì cái Hắc kim thuật, cái W của con Rell nó cũng không trúng và ba mạng liên tục dành cho con Lee Sin 6 điểm hạ hục Faker có 4 acid Hơi đáng tiếc là không có bất cứ một mạng nào dành cho con Oriana này cả Nhưng đó là những tình huống di chuyển Và nó cho thấy được cái khả năng roaming và cái áp lực đến từ Faker với Oriana là lớn hơn rất nhiều so với lại có kỳ ở early game Bắt buộc phải đầu tư cho mình một đôi giày thủy ngân để có kháng phép khi đối đầu với con Oriana Cực kỳ là áp lực đến từ Faker bốn đã có bí chương thất truyền và 73 chỉ số lính. Kiểu đấu mà Faker xử lý uh, rất tốt với chất tướng của mình. Oh, đẩy cầu ra, tự tin lên đánh tay. Lính đang là nhiều hơn nên thưa Faker tiếp tục là QW. Đánh tay liên tục đến từ Faker có chiều hồi tiếp tục là tình huống đặt cầu ra đến từ Faker và giữ cự ly. Giữ cự ly nhưng mà tên lửa là trúng đến từ có kỳ hết tên lửa rồi. Faker đang cố gắng spacing với tình huống giữ cự ly rất khó chịu có kỳ không chạm vào người mặc dù hồi mưa kiếm tốc biến quy đánh tay và đó là solo kill định nghĩa của giữ cự ly tiếng anh gọi là spacing đó là một tình huống giữ cự ly quá tốt để từ Faker và còn có kỳ hồi lại mưa kiếm bật súng máy nhưng không thể chạm vào người của Faker kích W tăng tốc độ di chuyển và có những tình huống thả diều phải nói là quá khó chịu với tình huống solo kill vừa rồi Và đó là mạng thứ, mạng đầu tiên của Faker ván đấu này 88 so với là 78 Phàm Hờn có solo kill 4 hỗ trợ Bách về với 900 tiền Và đây sẽ là một cái uh, máy chuyển phà để hướng lên cho mình một cái súng lục Pháp Sư ở trang bị đầu tiên rồi Súng lục đơn ở trang bị đầu tiên dành cho Orianna này Ôi kèo đấu một Faker cơ cần phải tạo ra áp lực nhiều hơn và anh ta đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình với chất tướng oriana tiếp tục là qw có thiêu rụi triệu ari -E đặt cầu ra nhưng mà ăn tình huống uh, qr khá là đau ăn thêm một tên lửa nữa. hai tên lửa chúng đến từ có kỳ nhưng mà có, có kỳ bây giờ nó chỉ có bốn tên lửa thôi bắn hết tên lửa là, lại phải chờ anh em rồi nghi thức ma pháp với một tình huống bắt buộc phải thảm lửa rút lui đến từ có kỳ cái cơ hội lại lệnh sáu cơm rồi vẫn đang đặt cầu rất khó chịu cho quả cầu ma thuật không cho con có kỳ bước trên để có thể phàm không thể bước tới vị trí có khả năng pha và hít kinh nghiệm đến từ vị trí của Koki rồi serat bên phải Koki đứng góc trái ở bãi chim lướt qua bật súng máy thì ăn qw sau cũng lệnh sau cơm luôn đến từ faker và đó là solo kill lần hai bất lực tình huống lướt qua tường và cố gắng áp lực để ăn xe to nhưng mà không thành đến từ Koki Faker rất quyết đoán có khi không có tốc biến trong pha vừa rồi và đã bất thảm lửa thì chẳng có lý do gì để anh ta tránh được cái lệnh sóng gần vừa rồi đến từ Faker cả. Solo kill rất đơn giản thì huống xử lý em cảm giác là hơi bị chủ quan đến từ con Cocky này bách về với ba giáp trụ ở khu vực đường giữa. Phàm hơn ba chục lính gần ba chục lính. Có được ba giáp trụ hai solo kill và Faker đã hoàn thành xong cho mình số mục London rồi như mình đã đề cập đây sẽ là một kéo đấu mà Faker muốn có được cái áp lực đi đường và để đường nhanh hơn so với lại kỳ và đó lý do tại sao mà anh ta lựa chọn cho mình súng lục luôn đừng chứ không phải là mua nước mắt để tích số sớm với một cái quyền trượng đại thiên sứ rồi bây giờ thì khỏi đánh lại rồi đặt cầu ra này thì hít kinh nghiệm còn không hít được ấy chứ đừng có nói là phàm được đứng chắn tên lửa không cho farm luôn ok chưa quá uy tín rồi gắn cầu xoáy tình huống lì lại lui ạ Lý không hiểu ý trong pha vừa rồi khi mà anh ta lại lui với một tình huống gắn cầu xoáy của Faker đáng nhã ra nếu không có sáu con vòi cước thì sẽ là một cú tốc biến thẳng vào hai thành viên. Thì nhiều khi là hai xác rồi. Lý thậm chí còn dùng cú, <laughs> cú nổ lông cước thì chỉ để rút lui thôi, một cú QW và lấy một phần 3 cây máu con reo tiếp tục là một thẻ một cái Q nữa của con serat một su kích năng lượng và lấy rất nhiều máu của Koki ở bên phía bên kia bắt buộc phải bách bách về với hai ông lâu máu cầu máu quá khó chịu và thậm chí là cả serat ra hỗ trợ phải cờ luôn rồi cái mít mạnh nhất là cái mít 3 người Mỗi bên 3 người luôn Điều Giáp trụ tiêu biến Thì đây sẽ là một cái trụ bột toàn bản đồ Dành cho Orianna của Faker Quá áp đảo Ở khu vực đường giữa Một cái giáp tay Shaker và cú tê lên, lên trên Nhưng mà Nidali đái trụ và Sante chưa đủ sát thương Rồi quy đáp đều làm chậm thành công Tạm biệt Nidali Tiếp tục là quy đánh tay và Faker có được mạng thứ ba Killing Spree dành cho con Orianna này có bùa đỏ tiếp tục tự tin mặc dù là Yone đang có Q3 nhở, Q3 thành công. Yone có đoạt mệnh nhưng phải cơ lách Q thành công và lệnh sau cầm. Tiếp tục là hồi lại W với tình huống của QW nhấn đồng hồ sau khi hạ gục thành công Yone áp chế luôn đến từ Sante và sát thương của Orianna Faker là quá nhiều với cú double kill. Có khi không đủ đam trong pha vừa rồi mặc dù Faker có đúng một chấm với tình huống nhấn đồng hồ. Thậm chí là Faker còn không mất tốc biến trong pha vừa rồi để thực hiện cú đào thoát Có kỳ nằm xuống lần thứ 6 ở ván đấu này với xác thứ 5 dành cho Oriana trong tay của Faker Và đây sẽ là thêm một trụ nữa rồi Yone lên bảng đếm số không có tê lê Có kỳ hồi sinh thì cũng không có dịch chuyển Để có thể phòng ngự trụ này Hai trụ thông dành cho Oriana của Faker Với một ván đấu Oriana được giữa 5-0 Ở phút thứ 15 Thậm chí là tánh trụ luôn không nằm xuống ạ Không thể farm được với lại Oriana của Faker Thậm chí là Yone bây giờ ra thì cũng không farm được Với con Ori này Nào đánh nhau ở rồng nhưng mà ăn lén con rồng Có tiền thưởng mục tiêu nhưng ý thức mà farm pha hai người rất thốn, Faker đặt cầu ra xoáy thành công đi Dali đi lên bảng điểm số với sáng thứ sáu Đỡ kiểu gì đưa con Oriana này của Faker đây Kéo đầu xử lý quá tốt và Faker đang quá xanh rồi Lee xin tiếp tục hạ cục kỳ nữa Và CV cũng như Rell chỉ có cắm mặt cắm cổ mà chạy thôi Hắc kim thuật chỉ để rút lui và Faker tiếp tục lan thêm một trụ nữa ba cái trụ một thông Đứng giữa, đứng trên và đứng dưới Lại cầm ngàn ba về nhà shopping Hay xanh quá mua sư ngọn lửa hắc hóa nhờ Đàm là rất nhiều đến từ Faker Mặc dù là anh ta mua đồ thủ ở đồ 2 và pha vừa rồi Faker thậm chí còn không phải nhấn đồng hồ khi mà áp lực của đối phương gần như là không có một k tư bấm bê về nhà với một cái đá khóa rồi rất hợp lý baron luôn không bảo baron luôn này xin mặc dù một thấp máu nhưng mà có quả hồi phục nhá cơ di chuyển ra sante mở đường và đó sẽ làm tình huống gắn cầu xoáy đến từ faker hay trang đây không cần luôn qw có mạng nghi thức mà pháp giọt xuống và mất khiên phép đến từ Sevilla rồi chạy thôi Faker được kích tốc bởi hồi máu nhưng cú QW vừa rồi hơi thiếu tầm Nhưng mà Sevilla cũng đã kích chiêu cuối để rút lùi quá à, lại Baron không Faker quyết định là đẩy đứng giữa luôn Cầm ngàn hai là bách về mua gì đây Thiếu một chút tiền để mua cái gọi quá khổ anh em nhé Mũ đồ uh, 400 <laughs> Có kỳ check bụi hơi kỹ rồi nha kỹ lắm rồi đấy phải có kia kìm với cờ tôi không tìm anh anh lại còn tìm tôi <laughs> anh tìm tôi thì anh chết thôi chứ làm sao mà anh solo làm sao lại làm sao lại các bạn làm sao solo lại được hai đồ rưỡi ba đồ có đồng hồ đánh sao lại này còn không có tốc biến nữa tình tìm người hơi quá đà đến từ Koki và cái giá phải trả là xác thứ 9 cho Faker thêm một lần online nữa rồi. K6 về nhà quất luôn gậy quá khổ Mua dược phẩm không Quá xanh rồi Và đây sẽ là Baron được triển khai thôi Khi mà có kỳ nằm xuống không tê lê Tele tê lê luôn Giữ áp lực Baron nào đi Dali dính đại bằng tiện và tạm biệt rồi nhìn thức mà pháp rót xuống mạng dành cho Oriana Faker với xác thứ 10 10 0 với một con Oriana chưa phải nằm xuống bất cứ một lần nào cả và kéo đấu được giữa thì phải nói là quá hủy diệt dành cho Faker và đã lấy lý do tại sao mà gặp T1 là phải cấm hai con, một là con này, hai là con Azi à. Quá xanh rồi. Những trụ hai con lại ở đường giữa và khu vực đường dưới. Xoáy nhưng mà không trúng ai cả và đấy ý định là xoáy hai <laughs> <laughs> đến từ Faker mở đường thì hai người này Sante áp chế vào thì flash đi đến từ Jone nhưng ý thức ma pháp rót xuống. Ồnê xuất hồn đoạt mạnh rút lui, Lee Sin hạ gục thành công có kỳ, Faker di chuyển tới với một tình huống đẩy cầu ra với cú QW rất đau của mình. Faker flash vào thẳng nhà để đấu sát đối phương với cú double kill dành cho Lee Sin. Và đây sẽ là final game ở ngay thời điểm phút thứ 27 này thôi với một con Orianna gần như là bất tử vẫn còn đồng hồ và dùng flash để có thể truy đuổi đối phương. <laughs> Orianna dùng tốc biến để vào nhà đối phương chơi thì các bạn hiểu là cái sự độ chênh lệch như nào. QW lấy gần nửa cây máu của Yone rồi. 432 sát thương phép đến từ Faker ở thời điểm phút thứ 26. Quan trọng là người ta có đồng hồ rất khó chết, đối phương thì gần như là toàn bộ sát thương là vật lý hết, trừ Nidali. Nidali ván này chết 8 mạng.